mấy heo đất dễ thương không? Để tiền vô đó cuối năm. Rồi bây giờ mình đạp ga lấy tiền đi chợ xong ai. Trò chơi rất là dễ dàng. Hai bạn ngoái tay nhau, bịt mắt lại, dẫn nhau đi trên cái đường trượt. Xong rồi tới kia, cái con đường này giống như con đường mà cả năm trời đó, hiểu không? Cả năm trời 10 tháng mình làm lụng đó, cực khổ trơn trượt, sóng gió đồ gì he. Xong rồi qua tới kia là mình nhảy qua cái tháng cuối cùng, mình cầm cái cây đó, mình đập con heo. Đó là cuối năm mình đập heo lấy tiền. Chuẩn bị nha. Đi, chậm chậm thôi. Chậm chậm thôi. Bám díu nhau thì sẽ không té. Qua phải, xuống xuống, qua chèo phải nữa. Phải, nhảy lên. 1, 2, 3, nhảy lên. Yeah. Cùng anh bao qua bao đại dương. Quá rồi, thuận lên. Công, ờ rồi, lụm cây, phải lên. Nhảy lên, chạy dân. Nhảy lên. Nhảy lên không, đạp. Đạp, đạp, đạp. Yeah. Lấy cái chai đi. Lấy cái chai đó, để trên bàn. Lấy cái chai đó, bàn. Đúng rồi. Yeah, yeah, chạy về. Rồi, hai bạn. Đạp bên không ơi. Mở cây đi, mở bánh cây đi về. Rồi, dẫn tay nhau, bên này đi đi. Round 2. Đứa này ôm đứa kia thì mới không có té. Lẹ, lẹ, lẹ. Đạp, đạp bên, tới chút dừng, tới chút bên tay trái cưng. Rồi hai đứa nắm tay nhau. Mạnh lên. Mạnh lên đi. Rồi. Rồi lấy cái chai, cái chai đâu? Đi đi. Cái chai để lên bàn chị. Round 3. Đi tới cân. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Gần tới à hai đứa ơi. Thẳng tới luôn. Tới luôn. Đi lên, tới luôn đi. Lên. Lùi lại, lùi lại, dừng vô trong, dừng bước vô. Rồi, chưa, chưa, đợi đi. 1, 2, 3, nhảy. Rồi, phía tay trái là cái đội màu đỏ này nó chuyên môn nhảy mà té nha. Lùi lại, lùi lại. Rồi, trước mặt luôn. Anh lên, hai đứa chuẩn bị đi. Rồi, anh chút nữa. Rồi, rồi, đạp, ba chút, đạp. Rồi, xong rồi. Rối loạn. Đội đỏ vi phạm luật là tại vì sao phải không? Nó dắt díu nhau, nó nhảy mà trăm lần như một, nó dướng cái cây hoài. Mà điều đặc biệt ở bên này có cái cặp sóng thần. Cái con ròm nó đi nó không té, mà cái con bự nó té là nó kéo con ròm. Hiểu không? Rồi tại vậy chị kêu gán đứng lên đi bự. Nó đứng lên được rồi nó kéo ròm té theo. Lại tao lại. Mà công nhận hai cái bà mà đứng hai cái vòng đây nè. Hai cái bà đứng ngay cái vòng nè. Chỉ cần hai bà thôi chấp quyền cái chợ, không ai cãi lại bà hết. Bà có tin là từ đó tới giờ cái mỏ của tôi là tôi đi gây lộn, không ai làm lợi. Nay tôi gặp hai cái mỏ của bà, tôi bỏ vô kia tôi ngồi tôi nghỉ luôn. Công nhận hai cái bà chị điều khiển số 1. Rồi, chị này bước lên bước. Vỗ tay cả nhà ơi. Ở chợ mình có chuyện gì không vừa lòng đẹp dạ. Đẩy hai bà này ra vào cửa chợ chúng tôi. Trời ơi, hai đứa nó chấp hết. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.